đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay bây giờ đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Cali bây giờ đó là ngày 15 tây tháng 12 ở Việt Nam đó bây giờ đã là ngày thứ 5 ngày 16 tây tháng 12 rồi bây giờ là khoảng 9 giờ tối thì hôm nay Thùng sẽ chủ yếu để mà chia sẻ những cái thông tin liên quan tới những chuyện mà đã xảy ra về cái vấn đề của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, Fed. Để nói như ngày hôm nay mà thị trường lại xanh như vậy, Thùng sẽ chia sẻ một chút thông tin chi tiết hơn. Thùng cũng đã chia sẻ một số những thông tin sơ bộ trên những mạng xã hội rồi, nhưng mà nào mà theo dõi cũng đã biết. Thì các bạn cũng đã biết là hôm nay đó là cái buổi mà phát biểu của Chủ tịch Jerome của Fed. Thì ông ta nói những gì? Chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều trong vòng mấy ngày qua, nhưng mà các bạn đã thấy là thị trường kết thúc là màu xanh mà chúng ta không nói là thị trường crypto mà chúng ta nói thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P và chỉ số Nasdaq đó là kết thúc màu xanh ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn vào pre market nghĩa là hợp đồng tương lai đó thì xem coi ngày mai khả năng mở như thế nào thì các bạn thấy được là cũng là màu xanh ngày mai. Và đương nhiên chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung đó thì các bạn thấy được là có rất nhiều màu xanh đã xuất hiện ở trên thị trường. Và chúng ta đã thấy được là khi mà chúng ta bắt đầu nghe cái thông tin từ Fed, đó, thị trường đã pump lên. Cái mức mà đi xuống ngày hôm nay đó, cái mức thấp là khoảng chừng 46.539 mà các bạn thấy là thị trường pump liên tục. Dài tiếng sau đó khi mà Fed tiếp tục phát biểu lên cái mức là 49.500 đô gần như là muốn đạt cái mức là 50.000 đô trong thời gian chỉ có 4-5 tiếng mà thôi. Thì Fed đã nói những gì? Và chúng ta nhìn vào những cái đồng đó thì các bạn thấy được là khi mà refresh đó, các bạn thấy được là BTC tăng 1% nhưng mà chúng ta có những đồng tăng phần trăm mạnh hơn như là Tamium tăng 4% trong vòng 24 giờ qua còn chúng ta thấy được là Solana cũng tăng 9,6% Cardano tăng 3,6% và XRP Polkadot thì tăng 2% trong khi Avalanche à, tăng 14% thì thường đã tóm tắt lại với các bạn đó là Fed đã nói chủ yếu là ba điều nhưng mà thường Duy chia sẻ hai điều này chỉ thuyết này mà thôi thứ nhất đó chính là Tesla sẽ giảm xuống và chỉ mua 60 tỷ đô la trái phiếu hàng tháng, giảm 50% so với tháng 11 và con số này sẽ tiếp tục giảm cho đến khi về con số 0. Sau đó đó thì sẽ bắt đầu tăng lãi suất khoảng chừng là tháng 3 năm 2022, dự tính là tăng 3 lần năm 2022. Thì những điều này có nghĩa là gì? Tại sao thị trường lại phản ứng tốt như vậy? Thì để thường chia sẻ chi tiết hơn với các bạn trước hết các bạn cũng đã biết là cái sự lo ngại liên quan tới những gì fed nói sẽ không tốt liên quan tới là tăng lãi suất vân vân thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng mấy ngày qua thì hôm nay đó nhiều người sẽ thắc mắc là hôm nay fed thì cũng chia sẻ như là những gì chúng ta đã nói tới trong vòng mấy ngày qua là fed đó, cuối cùng các bạn thì được là cũng đã ra cái thông báo là sẽ giảm xuống cái số lượng tiền dùng để mà mua trái phiếu ở trong thị trường các bạn không nên nhớ là khi mà có dịch bệnh xảy ra đó là vào tháng 3 của năm ngoái đó năm 2020 thì sau đó Fed thì có quyết định là mỗi tháng sẽ mua 120 tỷ đô la trái phiếu và các bạn thấy được con số này rất là lớn và bây giờ ra Fed nói là tình hình nó đã ổn định hơn, nó đã tốt hơn, thị trường đã vững chắc hơn sau cái cơn đại dịch thì bây giờ ra Fed sẽ giảm xuống cái tốc độ mà bơm tiền vào trong thị trường để mà mua trái phiếu và sẽ giảm từ từ Trước đây đó là 120 tỷ mỗi tháng thì tháng 12 này đó giảm xuống còn 90 tỷ và bắt đầu từ tháng 1 thì sẽ giảm xuống chỉ còn có 60 tỷ phân nửa cái con số trước đây mà thôi và mỗi tháng sau đó sẽ giảm từ từ cho đến khi mà giảm về con số 0. Nghĩa là Fed sẽ không bơm tiền vào cho thị trường để mà tiếp tục để mà mua trái phiếu nữa tại vì thị trường đối với Fed sẽ tốt hơn. Đó là về liên quan tới cái số tiền tiền mà bơm vào trong thị trường thì cũng như là chúng ta cũng đã chia sẻ cho nhiều mấy ngày qua. Thứ nhì là Fed nói là sẽ tăng lãi suất nhưng mà chưa phải là bây giờ Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất là 0% có nghĩa là từ 0 cho đến 0,25% như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là cái mức lãi suất mà chúng ta đã có từ tháng 3 của năm 2020 để tiếp tục kích thích nền kinh tế nhưng mà sau khi mà Fed đã thành công giảm xuống cái số lượng tiền mua trái phiếu còn con số 0 đó khoảng chừng là tháng 3 năm sau thì lúc đó họ sẽ bắt đầu chuyển một bước thứ nhì các bạn nhớ là fed có ba bước thứ nhất là cái phần tiền đưa vào trong thị trường hàng tháng thứ nhì là cái phần trăm lãi suất và thứ ba chính là sẽ làm gì với cái số lượng à, mà trái phiếu họ đã mua trong hơn một năm qua rất là nhiều như vậy gần như là gấp đôi thì à, họ sẽ giải quyết như thế nào đây là ba bước nhưng mà đó là bước đầu tiên bước thứ nhì đó khoảng chừng tháng 3 năm sau họ sẽ bắt đầu là có những cái quyết định là sẽ tăng lãi suất và sẽ tăng như thế nào thì họ không nói rõ là tháng nào sẽ tăng họ chỉ nói là tùy cơ ứng biến mà thôi có nghĩa là đợi cho đến khi nào mà thị trường ổn hơn một chút khi mà chúng ta đã có thể giảm xuống cái số lượng tiền bơm trong thị trường còn con số 0 đó thì mới bước thứ nhì đó chính là tăng lãi suất thì dựa theo những thông tin đó, thì Fed sẽ có cái quyết định tăng lãi suất là 3 lần năm 2022 nghìn và kế đó nữa là hai lần năm 2023 và hai lần năm 2024 và các bạn thấy được là mỗi một dấu chấm trên màn hình á các bạn nhìn vào biểu đồ này được chia sẻ bởi Fed thì à, bên dưới này là năm 2021, 22, 23, 24 và sau này những dấu chấm này đó là cái cuộc bỏ phiếu của những cái người ở trong Fed. Đương nhiên Fed á, thì có một chủ tịch nhưng mà có rất là nhiều quỹ viên ở trong à, cục dưới bang của Hoa Kỳ họ bỏ phiếu xem coi khi nào tăng lãi suất thì các bạn thấy được là phần lớn đó thì nghĩ là chúng ta sẽ tăng lãi suất à, lên tới mức là khoảng 0,5% cho năm 2022 và đương nhiên họ sẽ không phải tăng từ 0 tới 0,5% mà sẽ tăng từ từ trong năm 2022 có thể là tăng ba à, lần liên tục đó là những gì được chia sẻ ngày hôm nay kế tiếp đó thì họ sẽ tăng lãi suất năm 2023 năm kế đó và sẽ tăng hai lần và lúc đó sẽ tăng lên tới khoảng chừng là 1,5% dựa theo cái kết quả bỏ phiếu này và năm 2024 họ sẽ tăng hai lần nữa và kết quả tăng là khoảng chừng là 2 cho đến 2,5%. Thì đây là những cái ước tính bây giờ mà thôi các bạn thấy được là mỗi một lần mà họp đó thì họ lại có cái sự thay đổi liên quan tới họ sẽ nghĩ như thế nào về nền kinh tế giống như đây là cái tài liệu được chia sẻ cuộc họp trước đó nhưng mà bây giờ đã khác rồi như các bạn vừa thấy. Thì bây giờ đó là những cái điều được chia sẻ bởi Fed hai điều lớn và thường sẽ chia sẻ điều thứ ba với các bạn một lát nữa thì hai điều này đó tại sao lại khiến cho thị trường tăng tại vì các bạn thấy được là những điều này đó thì nói đúng ra thì cũng không phải là tin tức tốt nhưng mà tại sao thị trường tăng tại vì có hai điều chúng ta cần phải nghĩ đến thứ nhất là những gì liên quan tới Fed á, cái cuộc họp này giống như là một cái đám mây đen nó bao phủ cả thị trường. Không phải mới đây đâu mà một tháng trước đây rồi đã có nhiều bạn hỏi thuận về thuận nghĩ sao về cái cuộc họp này mà thường đã chia sẻ với các bạn. Kết quả ngày hôm nay cũng tương tự như như mình thường chia sẻ với các bạn ngày hôm qua và tuần trước đó. Có nghĩa là Fed sẽ tăng cái việc là giảm cái số tiền bơm vào thị trường nhưng mà họ sẽ không tăng lãi suất bây giờ đâu, lãi suất sẽ tăng năm 2022 và đó là Chủ, chủ, yếu là những gì được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay Thì thị trường nó thường nghĩ là trong vòng mấy ngày qua đã có những cái suy nghĩ tương tự rồi Cho nên đó, thị trường nó đã chỉnh giá để mà cho cái ước tính tệ nhất như là tình hình chúng ta thấy Nhưng mà hôm nay thực ra cũng không có tệ như người nghĩ Ít ra thì bây giờ đã Fed sẽ không tăng lãi suất tháng 1, tháng 2 đâu mà Bây giờ là tới tháng 3 hay là hơn cái đó nữa Có thể là tháng 4, tháng 5, tháng 6 trước khi mà họ có quyết định tăng lãi suất cho nên bây giờ thị trường đã nhẹ nhõm hơn khi mà thông tin này nó không còn là một cái gì đó để mà níu kéo thị trường nữa Cho nên chúng ta mới thấy là thị trường chứng khoán và thị trường crypto tăng lên Tại vì mấy ngày hôm nay đó, thị trường cũng đã tính luôn trường hợp à, như là cái thông báo của Fed hồi sáng này Kế tiếp đó thì các bạn thì được điều thứ ba mà thường muốn các bạn lưu ý đến đó, đó chính là Fed nói về một số những thông tin nhưng mà chủ yếu đó có hai điều kế tiếp mà chúng ta sẽ nói đến một điều mà thường cảm thấy là quan trọng hơn đó chính là liên quan đến cái tỷ lệ mà thất nghiệp hiện bây giờ và lạm phát. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái game blockchain có tên là DNA XCAT DNA XCIT. Và đây là những thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Thì cái IP nghĩa là bản quyền đó của DNA XCAT được phổ biến rộng rãi ở Singapore, Malaysia, Nhật Bản vân vân Hiện tại đó thì tổng đại lý bản quyền của toàn bộ IP thuộc về Yukin Trading Co Ltd và đây là một công ty ở Nhật Bản và dự án đã được cái sự chấp thuận cho phép của chủ sở hữu bản quyền và thế giới quan tổng thể của DNA Xcat thì được xây dựng trên một cái thế giới quan IP DNA trong cái thế giới phiêu lưu ảo của DNA Xcat thì người chơi có thể nuôi và nhân giống nhiều loại chiến binh dễ thương và sát cánh để mà chiến đấu cùng chúng và người chơi có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn thông qua các nhiệm vụ hàng ngày và qua cái hệ thống là PVE và PVP trong trò chơi Đồng thời đó thì DNA cũng là một nền kinh tế mà quyền sở hữu hoàn toàn do người chơi quyết định cho phép người chơi bán và trao đổi những sản phẩm trong trò chơi của mình tạo thành những cái token một cách liên mặt. và DNA muốn dẫn đầu xu hướng game file và play to earn cho phép người chơi kiếm tiền bằng cách là chơi trò chơi thì đây là một cái game đã nhiều lần đứng đầu về khối lượng giao dịch GameFi ở trên mạng lưới của BSC, thị trường khác trong DNEX đã đạt được 88.983 BNB, trị giá là khoảng chừng là 53 triệu đô la trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi. Cái kho bạc cộng đồng đó của dự án này đạt tới cái số tiền là 17 triệu đô. Đây là một cái đảm bảo quan trọng cho hoạt động của dự án Metaverse trong thời gian tới và người chơi có thể chơi một cách thoải mái với đủ số tiền đảm bảo đằng sau cái dự án này thì trong vòng chưa đầy một tháng đó, sau khi mà DNA -Cat ra mắt số lượng tài khoản đăng ký đã đạt hơn là 20.000 người với hơn 10.000 người dùng đã hoạt động và số lượng người dùng đó mới vẫn đang tăng lên thì cái token DXCT đó đang chạy trên cái Metaverse của dự án DNA -Cat này là một công cụ cốt lõi để duy trì sự ổn định của hệ thống kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của dự án Đồng thời đó nó đã mở rộng các phương pháp chơi thú vị như là tạo ra con cái và nâng cấp hình đại diện dựa trên cái chức năng quản trị trong cái thế giới của Xcat. Đồng thời thì người chơi có thể kiếm thêm thu nhập thông qua stake NFT để đạt được Play to Earn. Và đây là một cái token trên mạng lưới của Binance Smart Chain với tổng cái số lượng cung là 100 triệu và tổng số lượng người đang lưu trữ là khoảng chừng là hơn 10.000 người. Thì đây là một cái game vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Bây giờ là một cái thời điểm để như mà nào mà con thú thì có thể tìm hiểu để mà tải và chơi thử cái game này, nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm về cái game này thì có thể bấm vào cái link bên dưới để thử nghiệm cái game. Đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, DNA Xcat thì Fed nói đó là tỷ lệ thất nghiệp bây giờ đã thực ra rất là tốt Thì đương nhiên rồi các bạn thấy được là rất nhiều nơi bây giờ đang thiếu nhân viên Những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ cũng đã biết là các bạn đi ăn phở Các bạn uh, đi ăn nhà hàng, các bạn đi chơi đâu đó cũng vậy uh, Ngay cả là tuần rồi thường đi mall thì cũng vậy Các bạn thấy được là đi tới đâu thì cũng thiếu người làm tới đó Tại vì sao? Tại vì bây giờ đó có nhiều người đó họ được hưởng một số những lợi ích Cho nên họ không có đi làm mà họ thả ở nhà Khiến cho là thiếu nhân viên và ngược lại đó thì chúng ta lại thấy là cái phần trăm lạm phát tăng cao Chúng ta cũng đã biết rồi phần trăm lạm phát đó, ở Hoa Kỳ đó là 6,8% cao nhất gần như là 40 năm vừa qua Và đây là con số thông báo mà thôi Con số chính thức còn cao hơn thường thấy ra có bạn Để lại comment bên dưới đó là bây giờ đi mua chai nước mắm thôi thì đã thấy cái phần trăm tăng trưởng là 38% rồi Nhưng mà nào mà đi mua đồ ở Hoa Kỳ mà đi mua cái chờ Costco đó con biết là Costco tăng khoảng chừng 15% cho tất cả mặt hàng. Con số này đều cao hơn là con số được thông báo chính thức bởi chính phủ là 6,8%. Thì điều này là một điều mà Fed vẫn tiếp tục là lo ngại nhưng mà Fed nói là chúng ta có thể thấy hiện tượng này nó sẽ đỡ hơn cuối năm 2022. Tại vì sao vậy? Tại vì Fed nói đó là một trong những điều mà hiện bây giờ đang diễn ra là cái phần trăm lạm phát tăng là đúng nhưng mà lý do tại sao nó tăng thì lại không giống như nhiều người nghĩ tại vì nhiều người nghĩ đơn giản là tại vì trong dòng mà hơn một năm qua chúng ta có dịch bệnh có nhiều gói hỗ trợ tiền được in ra bơm vào trong thị trường đưa cho người dân đưa cho công ty vân vân thì đương nhiên cái số tiền này sẽ dẫn đến là chúng ta thấy phần trăm lạm phát tăng lên tại vì có nhiều tiền ở trong thị trường nhưng mà cái số mặt hàng cũng như vậy khiến cho giá các mặt hàng tăng lên và tài sản cũng tăng lên các bạn cứ nhìn vào cái giá của bất động sản hoa kỳ thì cũng đã thấy rồi nhưng mà phép nói đó không hẳn là như vậy nếu chúng ta nhìn vào tuần thì bây giờ đó phần trăm lạm phát tăng lên thì bị ảnh hưởng một số những yếu tố thứ nhất là như thông mới vừa chia sẻ ở đâu cũng đang thiếu nhân viên nhân viên nên thì phải mướn với giá cao hơn cho nên chi phí cao hơn các bạn thấy được là không những như vậy mà chúng ta thấy là cái phần trăm lạm phát tăng tại vì cái hàng hóa không được tu thông những cái vật liệu không được lưu thông nhanh như là trước đây cho nên chúng ta mới dẫn đến những cái hiện tượng là bây giờ ra xe cũ Hoa Kỳ bán rất là có giá tại vì không có nhiều xe mới ra trên thị trường tại vì thiếu những con chip thiếu những cái phụ tùng cho nên không có sản xuất xe kịp để mà bán cho người dân thì những điều này sẽ được khắc phục khi mà tình hình của dịch bệnh nó càng ngày càng đỡ hơn đây là điều mà được chia sẻ bởi Fed và đây là một điều mà Fed tin là cuối năm 2022 đó chúng ta có thể thấy phần trăm lạm phát giảm xuống thì điều này đó Thường cũng đồng ý. Tại vì các bạn thấy được là cái số phần trăm lạm phát thật sự đó chúng ta vẫn chưa có tưởng tượng được đâu. Tại vì các bạn đang thấy trên màn hình đó đây gọi là cái uh, tốc độ di chuyển của tiền M2. Tiền M2 đó là tiền mặt à, tiền các bạn gửi trong uh, ngân hàng hay là những tiền mà gửi lãi suất ngắn hạn đó thì tốc độ di chuyển tiền có nghĩa là một đô la đó di chuyển bao nhiêu lần ở trong thị trường uh, tài chính. Nếu như mà nền kinh tế đó mà có tốc độ tiền di chuyển nhiều là một điều rất là tốt tại vì các bạn thấy được là 10 đô la thường đưa cho các bạn các bạn bỏ túi các bạn cất vô thì 10 đô la đó cái tác dụng đó đến cái nền kinh tế không là bao nhiêu nhưng mà thường đưa các bạn 10 đô la các bạn dùng 10 đô la đó trả lương cho nhân viên nhân viên các bạn dùng số tiền đó để mà đi mua sắm sau đó là những nơi mua sắm này có tiền để mua nhân viên nhân viên lại dùng tiền đó để mà đi ăn đi uống đi ăn đi uống xong lại dùng tiền đó để mà đi mua cái hàng hóa của các bạn thì đương nhiên tiền nó sẽ xoay vòng và 10 đô la đó sẽ có rất là nhiều cái sức ảnh hưởng đối với nền kinh tế cho nên chúng ta mới thấy là tốc độ di chuyển tiền tăng lên là tốt giảm xuống là không tốt nhưng mà các bạn nhìn thấy trên màn hình rồi tốc độ tiền M2 đó đang ở mức gần như là thấp nhất từ năm 1960 cho đến bây giờ thì các bạn thấy rất rõ ràng là cái số lượng tiền mà được in ra hơn một năm qua thì nó đang ở đâu đương nhiên là nó không có nằm ở trong nền kinh tế hiện bây giờ mà bây giờ nó vẫn nằm ở trong rất nhiều tài sản cho nên chúng ta mới thấy tất cả tài sản đều tăng lên trong thời gian là hơn một năm qua và nếu như mà số tiền này đưa vào trong cái nền kinh tế thì phần trăm lạm phát lại còn tăng hơn nữa cho nên đây là một chuyện điều mà các bạn cần phải lưu ý đến và thuận nghĩ đó là chưa chắc là Fed sẽ tăng lãi suất ba à, lần trong năm 2022 nhưng mà như là họ đã mới nói tới ngày hôm nay tại vì họ cũng tùy cơn biến mà thôi nếu như mà qua năm đó tình hình lại trở nên tệ hơn thì có thể là họ sẽ lại ngưng không có tiếp tục giảm cái số lượng tiền bơm cho thị trường điều này sẽ kéo dài cái thời gian họ có thể tăng lãi suất lên nhưng mà điều khác nữa các bạn cũng cần phải suy nghĩ đó là các bạn có biết ai bây giờ đang nợ rất nhiều hay là không đó chính là chính phủ của Hoa Kỳ. Nếu như mà phép tăng lãi suất đó thì liệu chính phủ Hoa Kỳ có đủ tiền để mà cả cái số lượng tiền lời đó hay là không tại vì lãi suất tăng cái số lượng tiền lời cũng sẽ tăng lên cho nên Fed bây giờ đó hầu như đang nằm ở một cái tư thế rất là khó để mà giải quyết nếu như mà tăng lãi suất đó, thì không ổn cho nền kinh tế không ổn cho Hoa Kỳ. Nếu như mà không tăng lãi suất đó, thì lại không ổn trong phần trăm lạm phát. Thật ra rất là khó để mà xử lý hiện bây giờ. Thường thì không có muốn ở trong vị trí của những người làm ở trong Fed đâu. Đây là cái thông tin liên quan đến Fed mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà không ngừng ở đây, tại vì các bạn thấy được là sau đó thì chủ tịch Jerome Powell của Fed đã có một cái buổi họp mặt online và đã trả lời rất nhiều câu hỏi với đương nhiên rất nhiều người đã hỏi về cái thông tin liên quan đến crypto như thế nào thì các bạn thấy được là fed cũng có một số cái sự chia sẻ thường cảm thấy là cũng nói chung là tốt tại vì chủ tịch fed nói đó là trước hết là đồng ổn định thì ông ta nói đồng ổn định là một cái gì đó rất là hữu dụng cho những người tiêu dùng cho nên có thể là một phần tốt cho thị trường tài chính nói chung và đương nhiên fed nói đây không phải là những đồng ổn định đến từ chính phủ mà nói tới như đồng ổn định bây giờ đang có ở trên thị trường bây giờ thì có nghĩa là chủ tịch Fed bây giờ đó thì cũng không có lo ngại lắm về cái số lượng đầu ổn định bây giờ. Ông ta chỉ muốn là có thêm những cái thông tin minh bạch và có những cái luật để mà bảo vệ người tiêu dùng mà thôi. Và đây cũng là cái suy nghĩ tương tự khi mà được hỏi về crypto nói chung, không phải là stablecoin mà crypto nói chung. Nhưng mà trước hết các bạn thấy được là nói tới những đồng stablecoin nó như đồng ổn định thì hôm nay chúng ta lại thấy thông tin là Tether in ra 1 tỷ đô la, 1 tỷ USDT ngày hôm nay tổng số nguồn cung của Tether bây giờ đã lên tới là 80 tỷ rồi và chúng ta thấy được đó là khi mà hỏi về crypto nói chung đó thì chủ tịch fed nói là về mặt crypto đó thì ông ta không cho là tài sản mà ông ta cho là một cái đầu cơ hiện bây giờ nó giống như đầu cơ nhiều hơn và fed thì không quan tâm đến crypto ảnh hưởng đến sự ổn định của tài chính vào lúc này có nghĩa là những người mà nói là crypto sẽ làm ảnh hưởng tới tài chính các bạn thì ngân hàng của nước anh ấy, thống đốc ngân hàng anh thì nói là crypto sẽ làm sụp đổ tài chính vân vân thì fed lại không có nghĩ như vậy fed nghĩ là crypto sẽ không ảnh hưởng đến thị trường tài chính vào lúc này và ông ta thực sự nghĩ đó là crypto có nhiều rủi ro và bây giờ đó crypto không được hỗ trợ bất cứ điều gì có nghĩa là chủ tịch fed đó không hẳn là không đến crypto đâu ông ta chỉ là bây giờ đó nếu là chúng ta có crypto thì cần phải có lực và lực đó không phải đến từ fed mà đến từ quốc hội đó là những điều mà chúng ta cũng đã từng nghe nói nhiều lần trước đây rồi đó là những cái thông điệp đến từ chủ tịch Fed ngày hôm nay các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới thì đối với lại tình hình hôm nay đó thì thường muốn chia sẻ một điều chúng ta đã gần đến cuối năm rồi chúng ta gần đến Noel rồi thì năm nay đó Bitcoin có mang tới quà Giáng sinh cho bạn hay là không thì tôi không biết nhưng mà nếu bạn hoảng loạn và bán Bitcoin của mình thì bạn là món quà Giáng sinh cho những cá voi Thì đây là một cái hình được chia sẻ trên Twitter cũng rất là thú vị Các bạn thấy được là từ năm 2019 tới bây giờ đó thì mỗi năm Hầu như là mùa hè hay là đến gần cuối năm chúng ta lại có những cái đợt điều chỉnh giá Thì lúc đó khi các bạn đang ở trong những thời điểm này đó năm 2019, năm 2020 thì rất là khó chịu Nhưng mà khi các bạn zoom ra các bạn mới thấy được là giá cả lại tăng Sau đó Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay và chúng ta sẽ kết thúc để mà chia sẻ một số những cái tài liệu on chain mà chúng ta thường hay xem. Thì trước hết các bạn thấy được là một những thông tin mà cũng rất là nổi bật ngày hôm nay là một trong những người chơi bóng rổ rất nổi tiếng Michael Jordan. Nhưng mà nào mà đam mê bóng rổ hay sống ở Hoa Kỳ cũng đã từng nghe nói tên Michael Jordan rồi. Thì Michael Jordan và con của ông ta là Jeffrey À, đã có một công ty, đó chính là công ty Airs, đây là một công ty mà sẽ thâm nhập vào thị trường web 3 và sẽ tạo ra một cái nền tảng mà những cái fan sẽ có thể là kết nối với những người mà chơi thể thao và nền tảng này sẽ được gây dựng ở trên mạng lưới Solana và công ty này đó đã kêu gọi được là 10 triệu đô vốn và sẽ mở vào năm 2022 và Thông cũng chưa rõ như thông tin nhưng mà theo những gì được chia sẻ đó thì những người mà fan của những người mà chơi thể thao đó thì người ta có thể là tham gia vào nền tảng này và những người mà chơi thể thao nổi tiếng đó họ có thể tạo một cái nơi để cho những fan này có thể kết nối với họ và có thể bán NFT, có thể là họ giữ những cái NFT nào, họ có thể là tham gia vào để nói chuyện trực tiếp với lại những người mà họ yêu thích mà chơi thể thao. Đây là tin tức đầu tiên. Thứ nhì nữa chúng ta thấy được là cũng là một người mà chơi bóng rổ rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ đó chính là Kevin Durant. Thì Kevin Durant á, bây giờ đã trở thành một trong những gương mặt của sàn Coinbase Global. Thì uh, Kevin Durant một trong những người mà rất ít khi mà nhận lời để mà quảng bá hay là làm khuôn mặt đại diện cho một cái thương hiệu nào. Nhưng mà bây giờ lại là cái uh, gương mặt đại diện cho sàn Coinbase Global. Tại sao vậy? Thì đương nhiên ngoài việc là có thể nhận được uh, một cái... Uh, số lượng tiền chúng ta cũng có thể thấy được là Camel The Grand đó, là có một công ty đó chính là công ty 35 Ventures đây là một cái công ty đầu tư và công ty này đó từ năm 2017 đó có nghĩa là cách đây 4 năm đã góp phần vào trong cái lúc mà Coinbase kêu gọi 100 triệu vốn năm 2017 thì đương nhiên Kevin là một trong những người mà cũng có thể là đã theo về thị trường này một thời gian rồi. Những gì mình thường chia sẻ ngày hôm nay nên các bạn thấy được là càng ngày càng không có đơn giản. Không đơn giản là các bạn mướn một người đầu đó như là năm 2017 đó chúng ta chỉ mướn một diễn viên điện ảnh nói một hai câu à, về crypto hay là đứng ra để mà à, quảng cáo một dự án nào đó rồi trả tiền là xong. Bây giờ các bạn thấy được là những cái người nổi tiếng đó họ không chỉ à, muốn Lấy tiền quảng cáo đơn giản gì mà họ cũng muốn là có một phần ở trong dự án Như là các bạn thấy là Michael Jordan và con ông ta đã mở một công ty Năm 2022 này sẽ mở một công ty Và các bạn thấy được là Kevin Durant là một trong những người mà cũng đã từng góp vào cái phần Mà kêu gọi vốn của Coinbase năm 2017 Nó không đơn giản như vậy Thì tại sao mà gần đây các bạn thấy được là những công ty crypto Rồi nhất là ở Hoa Kỳ lại rất là quan tâm ngay cả thế giới cũng vậy. Rất là quan tâm đến là kêu gọi những người mà trong cái lĩnh vực thể thao đó như là cầu thủ đá banh, cầu thủ bóng rổ, cầu thủ bóng bầu dục à, tham gia vào Crypto đứng ra để là đại diện cho thương hiệu của họ hay là các bạn thấy là những công ty như là Crypto.com hay là FTX thì là bỏ rất nhiều tiền để có thể để tên của mình lên trên những cái sân vận động. Tại sao như vậy? Thì các bạn cứ nghĩ đi, những ai mà đi xem sân vận động, đi xem những người thể thao, những ai mà đam mê thì đương nhiên mọi lứa tuổi nhưng mà các bạn có nghĩ là phần lớn là những ai có thể là những bạn mà từ 20 đến 35 tuổi và các bạn nghĩ là ở trong thị trường này đó phần lớn là bao nhiêu tuổi? Thì mình thể chia sẻ với các bạn dựa theo cái thông tin ở trên uh, YouTube thì những người mà xem kênh này đó là đại diện cho phần lớn là cái số uh, lượng tuổi của những bạn mà trong crypto này là từ 25 tới 35 tuổi thì các bạn thấy uh, rất rõ ràng là những công ty này đều hiểu điều đó cho nên cái mà họ muốn cái sự quan tâm đến là đến từ cái giới mà trẻ tuổi hơn là từ 25 tới 35 tuổi đương nhiên bất cứ ai cũng muốn tham gia vào crypto cái đó thường không có nói về tuổi tác lớn hay nhỏ mà thường nói là sự thật thì uh, tính chung là những người mà tham gia crypto này đó cái độ tuổi là từ 25 tới 35 là con số nhiều nhất. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này. Chúng ta chuyển qua nói tới một số thông tin uh, khác đi thì các bạn thấy là hôm nay thì có nhiều thông tin cũng lạc quan nhưng mà chúng ta cũng thấy một thông tin đó chính là cuối tháng 12 này đó thì David đã thông báo là họ sẽ có một trong những cái đợt mà đáo hạn uh, lớn nhất Thường không biết là lớn nhất từ trước tới bây giờ hay là lớn nhất trong phạm vi bao nhiêu thời gian Nhưng mà đây là một đợt đáo hạn rất là lớn Các bạn thấy được tổng cộng sẽ có 108.000 Bitcoin Con số này rất là lớn khoảng chừng là 5,2 tỷ đô la sẽ được đáo hạn vào cuối tháng 12 này Thì cuối tháng 12 này thường nó là đáo hạn cuối tháng là ngày thứ sáu cuối tháng Nhưng mà thứ sáu cuối tháng này đó là một ngày uh, mà trước cái uh, ngày New Year năm mới thì không biết là thị trường có mở cửa hay không nhưng mà thuận thấy được là chúng ta nhìn vào cái giá 48.000 là một cái giá gọi là max Pay. thì những mà nào mà thường hay sử dụng option cũng đã biết rồi đây là cái hợp đồng thì hợp đồng option khác với future một chỗ là khi mà chúng ta đến ngày đáo hạn nên mà các bạn không có lời đó thì coi như hợp đồng đó là vô hiệu quả thì các bạn thấy được cái mức 48.000 sao là cái mức mà nhiều người mức mát nhất ở trên sàn nghĩa là nếu như Bitcoin ở mức 48.000 đó sẽ có nhiều trader coi như là hợp đồng của họ là vô hiệu hóa cho nên thường nữa các bạn thấy được là những nhà trader họ sẽ cố gắng đẩy cái giá này về một bên, bên long hay là bên short nhưng mà trong option thì gọi là bên call hay là bên put thì hiểu đơn giản hơn nữa các bạn thấy được là nhìn vào cái số lượng option bây giờ thì nếu như mà giá xuống dưới 48.000 thì thường nghĩ là sẽ có nhiều người có lợi hơn là hơn 48.000 theo thường hiểu là đơn giản như vậy thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi tại vì cái giá bây giờ là bao nhiêu cái giá bây giờ là ngay cái mức 48 000 48 731 bây giờ nếu như mà cái giá cứ đi hàng ngang từ đây đến cuối tháng đó thì sẽ có rất nhiều người mất tiền ở trên sàn Deabit đó là điều mà thông muốn chia sẻ với các bạn nói tới những thông tin on chain đi thì hôm nay đó với cái giá hiện tại tình hình bây giờ thì chúng ta thấy là còn bao nhiêu BTC đang có lời thì cái mức vẫn như là ngày hôm qua khoảng chừng là 77% vẫn dưới cái mức mà 85% mà chúng ta thích cho nên tình hình liên quan tới số lượng BTC có lời vẫn còn rất tốt chúng ta thấy được là đã có thêm một ít những cái lệnh futures các bạn thấy được là khi thường zoom vào các bạn thấy là những lệnh future cũng tăng lên một ít nhưng mà cũng không có tăng nhiều lắm nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái funding rate cho phí qua đêm trên những sàn đó bây giờ là 0.0068 thì cũng không có coi như là cao 0.0068 cũng coi như đi hàng ngang nhưng mà cũng cao hơn qua chút có nghĩa là thị trường đã lạc quan hơn một chút sau những cái thông tin liên quan tới fed coi như nhiều người đã nhẹ nhõm hơn kế tiếp chúng ta nhìn vào đó, thì những bài nào mà theo dõi thuần capital ở trên uh, telegram thì chắc cũng đã thấy là những cái uh, báo báo hiệu đến từ tiếp tục hoa là có nhiều BTC đẩy lên trên sàn nhưng mà thật ra đó cũng là sự thật chứ không phải là không phải nhưng mà chúng ta thấy được đó chỉ là cái nguồn giàu thôi chúng ta phải nhìn cái nguồn ra và khi chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC nạp vào rút ra đó thì đây là tính theo ngày thì các bạn thấy được là kết quả là kết thúc ngày hôm qua chúng ta vẫn thấy liên tục là 3 ngày cái số lượng BTC thật ra là tới 4 ngày liên tục là cái số lượng BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào Chúng ta nhìn vào tài liệu mới hơn đi Tính theo giờ đó Thì các bạn sẽ thấy được khi thường zoom vào đó Thì chúng ta thấy được ngày hôm nay đó Vẫn là như vậy kết thúc là khả năng cao Là sẽ có nhiều BTC rời khỏi hơn là nạp vào Có nghĩa là tuy các bạn thấy có nhiều động tĩnh Là nhiều BTC để đẩy lên Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy cái động tĩnh là BTC rút ra khỏi sàn Nó rất là ngộ Thì bây giờ nhưng mà nói chung Thì chúng ta thấy được là trên sàn nó vẫn tiếp tục là mất đi Bitcoin Về Ethereum như thế nào? Về Ethereum thì các bạn thấy được là ngày hôm qua lại có thêm một số Ether đẩy lên Nhiều hơn là rút ra nhưng mà cũng không nhiều lắm các bạn thấy cái thanh này tính theo ngày Thì cũng không có cao lắm Chúng ta nhìn vào cái tài liệu mới nhất ngày hôm nay đi thì khi mà thuận zoom vào để các bạn thấy mỗi cái thanh này là một tiếng Thì khả năng ngày hôm nay đã kết thúc thì khả năng nghĩ là chúng ta sẽ có thêm một chút xíu Ether ở trên sàn và đây là những cái thông tin on-chain mà tôi muốn mang đến cho các bạn Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông mô link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu trình miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX, hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông mô link của Thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.